Chào các bạn đã đến với kênh của Huy. Khi các bạn xem những cái bản tin thời sự hoặc là những cái tin tức quốc tế cũng như là trong nước, chắc chắn rằng các bạn đã từng thấy những chiếc S450 nó riêng hoặc là những chiếc S-Class trên TV để mà chở những cái nguyên thủ quốc gia. Và thực tế S-Class nói chung hay là S450 nói riêng được sử dụng rất là nhiều và là nhiều nhất trên thế giới để mà chúng ta chở những vị nguyên thủ quốc gia. Hoặc là chúng ta có thể thấy những cái ngôi sao hạng A hoặc là những doanh nhân thành đạt hoặc là những vị chủ tịch chọn những dòng sedan hạng sang cỡ lớn, thì chắc chắn S450 là một trong những cái tên không thể bỏ qua. Và trong clip ngày hôm nay, mình mang đến cho các bạn hai phiên bản đang được phân phối tại thị trường Việt Nam. Bên trái mình là chiếc S450 tiêu chuẩn được giới thiệu đây với cái màu xanh ngọc lục bảo, và bên phải mình là chiếc S450 Luxury với cái màu đen. Tất nhiên rồi, chúng ta có thể chọn những cái màu khác nữa, nhưng trong clip này mình mang đến hai cái màu khá là tương đồng nhau về cái tông tối để chúng ta có thể so sánh một cách nó tổng quan hơn. Và chắc chắn là cả hai chiếc này sẽ có những điểm giống và khác nhau. Đầu tiên mình nói về chi phí. Bên trái mình, bản tiêu chuẩn có mức giá là 5 tỷ 039 triệu. Bên phải mình, bản Luxury có mức giá là 5 tỷ 729 triệu, chênh nhau 690 triệu, một con số không quá ít cũng không quá nhiều. Thì chắc chắn nó sẽ có những điểm khác nhau và cũng là bên cạnh đó là những điểm giống nhau. Giống nhau về kích thước, về khung gầm, về cái kiểu thiết kế sang trọng. Ở phần đầu xe S450 chúng ta dễ dàng nhận thấy một cái phần đầu xe vô cùng quyền lực, vô cùng sang trọng, một cái mặt nạ không thể lẫn đi đâu được. Nhìn vào mặt nạ này, chúng ta có thể nhận ra ngay, ô, đây là một chiếc xe đầu bảng của thương hiệu. Và thực tế, những gì tinh hoa nhất, những gì hiện đại nhất, những gì mới nhất đều được tập trung đầu tiên là cho những chiếc S và lần lần xuống cho những chiếc E, những chiếc C, vân vân. Và chúng ta sẽ có một cái cụm đèn multi beam giống nhau, cụm đèn thông minh giống nhau. Chúng ta có một cái cản trước giống nhau, tất cả hòa quyện lại. Nhìn ở phần đầu xe, chúng ta không thể phân biệt được điểm nào là khác nhau. Và như thế, động cơ cũng giống nhau luôn. Cả hai chiếc xe đều sử dụng động cơ 6 xi lanh thẳng hàng, dung tích 3 chấm tăng áp cụm kép kết hợp với công nghệ hybrid để sản sinh ra công suất là 367 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 500 Nm, một con số mình nghĩ là sẵn sàng để tạo nên cái sự gọi là phấn khích. Và trong tâm trí nhiều người thì những dòng xe S dành cho người ngồi sau, nhưng với phiên bản mới hiện tại các bạn, thì S450 là một cái khái niệm khác. Chúng ta ngồi sau đương nhiên là tận hưởng rồi, và với chiếc xe này chúng ta lái cũng vô cùng tuyệt vời luôn các bạn. Cả hai chiếc xe đều sử dụng hộp số 9 cấp kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC với lực phân bố là 45% cầu trước và 55% cầu sau, giúp tăng cái độ bám đường cũng như là tăng cái cảm giác lái của chúng ta. Nhưng mà chiếc S450 Luxury chúng ta sẽ có thêm trang bị là đánh lái trục sau các bạn ha. Đánh lái trục sau, đó là cái điểm khác biệt đầu tiên. Và với công nghệ hybrid, chúng ta sẽ đề máy êm hơn. Và khi mà chúng ta đề ba thì chính cái công nghệ hybrid này nó sẽ bổ trợ thêm cho động cơ một sức mạnh nữa. Và cùng với mình tiến xuống cái phần thân xe. Phần thân xe với chiều dài tổng thể là 5m3, một chiếc sedan full size, thì chúng ta nhìn cả hai chiếc xe ở phần thân xe đều rất là trường và rất là đẹp. Và chắc hẳn các bạn cũng thấy được cái sự khác biệt thứ hai, đó chính là cái phần mâm xe. Mâm xe chiếc S bản tiêu chuẩn chúng ta là mâm đa chấu 19 inch, 19 inch, còn chiếc S450 Luxury chúng ta là mâm 20 inch, cũng đa chấu nhưng mà cái kiểu nó khác nhau. Và một cái hay nữa là cái lốp xe cũng khác các bạn. S450 Luxury chúng ta được trang bị lốp MOS ký hiệu ngay trên lốp luôn. Thì ở bên trong cái lốp này chúng ta sẽ được có thêm một cái miếng, nói chung miếng mút các bạn, để mà giảm cái sự tiếng vọng từ mặt đường lên thông qua cái lốp này, MOS ha. Trong khi bản tiêu chuẩn chúng ta là lốp tiêu chuẩn thôi, không phải là lốp MOS. Cả hai đều có hệ thống treo khi nén E-matic rất là êm, có thể nâng hạ gầm
và kết cấu gầm của cả hai đều là giống nhau, với những tay đòn kép, những cái hệ càng vân vân được làm bằng hợp kim nhôm để mà tạo nên cái sự cứng vững cũng như là cảm giác lái đúng chất đức. Gương chiếu hậu giống nhau nè, và cả hai chiếc xe đều có những trang bị an toàn giống nhau các bạn ha. Về an toàn, cả hai chiếc là giống nhau. Và nếu mà chúng ta nhìn kỹ hơn thì có một cái điểm khác nữa. Bản Luxury chúng ta được trang bị là kính phía sau được tối màu. Bản tiêu chuẩn chúng ta là kính trong. Một cái điểm nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta nhìn nó sẽ khác nhau. Nhưng mà đặc biệt cả hai chiếc xe về kính đều là kính cách âm hai lớp, cách âm, cách nhiệt. Và cả hai đều có công nghệ cách âm hoàn toàn mới của hãng AFA For Me, để tạo nên một cái sự yên tĩnh khi mà chúng ta vận hành trên đường. Và nhìn ở bên hông chúng ta sẽ thấy rất là nhiều vật liệu chrome, từ cái phần viền cửa này, từ cái phần viền tay nắm cửa này, cho đến phần dưới này, rất là nhiều cái vật liệu chrome để tăng nên cái sự sang trọng cho chiếc sedan đầu bảng. Và cả hai đều có tay nắm cửa thục thò các bạn ha. Và cùng mình tiến xuống cái phần đuôi xe. Cái phần đuôi xe được thiết kế thanh mảnh, nó hòa điệu với tổng thể của phần đầu và phần thân xe. Chúng ta có cái cụm đèn hậu đều là giống nhau, với những cái họa tiết bên trong nhìn giống như là những cái tinh thể thạch anh các bạn, rất là đẹp. Và khi mà chúng ta bật xi nhan á thì nó tạo nên cái hiệu ứng chạy vô cùng sang trọng, mà khi mà chúng ta đi ban đêm nó rất là cuốn các bạn. Và cả hai đều là có formatic là hai cầu, cả hai đều là hai cầu hết các bạn ạ. Nhưng riêng chiếc Luxury mình có nói phần đầu video rồi, được trang bị thêm là đánh lái trục sau và thêm nữa các bạn, thêm nữa là phần cốp xe. Cả hai đều có tính năng đá cốp, cốp điện tất nhiên rồi, một chiếc xe đạp đầu bảng mà. Và dung tích cốp là giống nhau do chúng ta dùng chung một cái khung gầm. Chúng ta thấy phần cốp vô cùng rộng đó các bạn, cốp xe vô cùng rộng luôn. Và cả hai đều có là đổ xe tự động các bạn ha, đều có tính năng đổ xe tự động. Rồi mời các bạn cùng nhau tiến lên để mình cùng nhau khám phá tiếp cái sự khác nhau. Đầu tiên là cái phần như thường lệ là cái phần tắt đi cửa. Mình giới thiệu chiếc bản tiêu chuẩn trước là các bạn, được thiết kế rất là tỉ mỉ. Ở phần trên của bản tắp đi cửa chúng ta được bọc da Actico. Bên trong này cũng là da Actico. Da Actico là da nhân tạo các bạn ha, với những cái đường may hình quả trám. Chúng ta được ốp gỗ bạch dương nhám. Hai ghế trước được chỉnh điện tích hợp nhớ 3 vị trí với chức năng là làm mát và sửa ghế. Chúng ta có hệ thống âm thanh vòm 15 loa Burmester. Trong khi chiếc Luxury chúng ta sẽ có những cái điểm khác. Thay vì là ở trên đây và ở dưới này chúng ta là bọc da Actico, thì với bản Luxury chúng ta được bọc da Nappa, nó mịn và nó xịn sò hơn. Thay vì chúng ta được ốp gỗ nhám thì ở đây chúng ta được ốp gỗ bóng các bạn ha. Đều là gỗ bạch dương hết nhưng là gỗ bóng. Âm thanh thì giống nhau thôi, âm thanh và chỉnh điện nhớ vị trí làm mát là giống nhau các bạn. Và có một cái điểm cũng lưu ý là về cái màu da các bạn. Nếu mà chúng ta chọn phiên bản Luxury này, chúng ta sẽ có hai cái tùy chọn màu da. Một là màu da đen, hai là màu da nâu như thế này. Nhưng mà với bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ có hai tùy chọn màu da, nó hơi khác một tí, là màu đen này và màu kem các bạn ha. Màu kem nó sẽ khác nhau một tí. Thì nếu mà khách hàng nào thích màu kem thì chúng ta chỉ có một lựa chọn là bản tiêu chuẩn thôi. Hoặc là khách hàng nào thích cái bản da ghế màu nâu thì chỉ có một lựa chọn là phiên bản Luxury này. Rồi cùng nhau vào bên trong để xem cả hai chiếc xe, hai phiên bản này có gì khác nhau thêm các bạn nha. Mời các bạn. Mình ngồi ở khoang bên trong chiếc S450 bản tiêu chuẩn các bạn. Mình đề máy thử nha, Rất là êm nữa các bạn. Như mình nói phần đầu video thì cả hai động cơ đều được trang bị công nghệ hybrid, để khi mà chúng ta đề máy nó rất là êm mà chưa hết. Và khi mà chúng ta đề ba đó các bạn, thì cái hybrid này sẽ bổ trợ thêm cho động cơ một cái lực kéo nữa các bạn. Và trở lại với thiết kế khoang nội thất, một thiết kế sang trọng, hiện đại nhưng
không bớt đi cái phần cổ điển sang trọng của những dòng S. Chúng ta sẽ có cái phần ốp gỗ đây, rất là sang đó các bạn. Ốp gỗ Bạch Dương nhám này. Chúng ta có một cái màn hình lớn 12.8 inch với những cái chất liệu viền chrome được sử dụng rất là nhiều trong khoang nội thất này. Chúng ta sẽ có những cái hốc gió được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, được mạ chrome mờ, vô cùng đẹp luôn. Và chúng ta có chỉnh lạnh ngay trên màn hình. Chúng ta vẫn có những chế độ lái như là Eco tiết kiệm nhiên liệu này, Comfort, êm, Sport thể thao, Sport cộng mà, Individual. Chúng ta tự thiết lập riêng những chế độ lái của chúng ta. Chúng ta vẫn có là camera 360 vô cùng nét rồi các bạn. Vô cùng nét, có thể nói đây là một cái camera nét nhất ngành, kết hợp với lại cái công nghệ OLED của cái màn hình này nữa. Chúng ta nhìn nó rất là đã và rất là trực quan luôn các bạn. Rất là đã và rất là trực quan. Và chúng ta có gì nữa đây? Chúng ta có một cái bản đồ nhìn vô cùng xịn sò, 12.8 inch. Nhìn nó khác thực bạn, nó rất là khác à. Và chúng ta có nghe nhạc này, rồi chỉnh đèn viền nội thất 64 màu à, quá quen thuộc rồi hả các bạn ha? Quá quen thuộc rồi. Vô cùng đẹp luôn. Rất là yên tĩnh, rất là yên tĩnh các bạn. Rất là êm luôn. Chúng ta vẫn có những cái hệ thống về an toàn như là hệ thống phanh chủ động này, giám sát làn đường chủ động này, hỗ trợ điểm mù này. Về an toàn là giống nhau nha, về an toàn cả hai chiếc là giống nhau. Chúng ta vẫn có hệ thống gọi là Energizing Air Control để mà chúng ta lọc những cái bụi mịn và phấn hoa. Chúng ta có một cái hệ thống nước hoa, cả hai chiếc giống nhau ha, để mà tạo cái mùi hương cũng như là lọc ion. Chúng ta vẫn có những option giống nhau như là sạc không dây, một cái bệ tự tay rất là lớn ở đây, được bọc da nappa rất là êm. Chúng ta có một cái màn hình đồng hồ 12.3 inch full kỹ thuật số ha, và một cái vô lăng được bọc da nappa, xoay rất là nhẹ đúng không ạ? Xoay rất là nhẹ và khi đi tốc độ cao nó sẽ đầm lại chúng ta. Và trên vô lăng vẫn có những tính năng như là giới hạn tốc độ, rồi ga tự động, rồi giữ khoảng cách, bám đuôi, disconnect. Ở trên trần chúng ta sẽ được bọc vải ha, và đây là cái điểm khác này. Lát qua bên chiếc luxury chúng ta thấy về chất liệu nó sẽ khác nhau ha, nó sẽ khác nhau. Còn những điểm mình nói giống thì mình đã có chia sẻ rồi. Và cả hai đều có những cái công nghệ về an toàn giống nhau, như mình nói là ABS, là ESP này, rồi preset các bạn, preset. Preset các bạn có thể thấy cái chữ preset nó ngay trên cái dây đai luôn các bạn ha. Để khi mà chúng ta có những tình huống nguy hiểm, thăng gấp hoặc sắp có va chạm thì chính những cái dây đai này nó sẽ siết lại, siết lại giữ chúng ta. Và ghế bên phụ đang ngã thì nó sẽ tự động nó trở về vị trí an toàn. Hay hơn nữa là khi mà chúng ta có những tình huống va chạm bên trái đó, thì có cái phần bơm ở bên trái này sẽ đẩy người chúng ta vào bên phải và ngược lại. Rất là nhiều tính năng an toàn về công nghệ an toàn trên chiếc S450. Rồi cùng nhau ra hàng ghế sau để xem chiếc xe này như thế nào nha, mời các bạn. Như mình có nói phần đầu video, một chiếc xe cho các vị nguyên thủ quốc gia, một chiếc xe cho những ngôi sao hạng A và những chiếc xe cho những chủ tịch tập đoàn, những ông chủ, thì đây, nguyên nhân nó là đây các bạn. Các bạn có thể thấy một sự xa hoa, một sự tận hưởng rất là thoải mái luôn các bạn. Chúng ta sẽ có một cái ghế được bọc da nappa, ngồi rất là êm, rất là mát, được khâu hình quả trám và có tính năng là sưởi ghế, làm mát ghế. Và hai ghế hai bên của chúng ta được chỉnh điện các bạn, được chỉnh điện, có một cái gối ở phía sau, ngồi rất là thoải mái luôn các bạn. Và chúng ta sẽ có ba cái rèm được chỉnh điện các bạn ha, được chỉnh điện ở phía sau này. Chúng ta cũng có rèm được chỉnh điện luôn nè các bạn, ba rèm được chỉnh điện này. Và chúng ta có cái bệ tựa tay ở đây và cái tựa tay ở đây, được bọc da nappa, ngồi rất êm các bạn. Những cái chi tiết mà chúng ta tiếp xúc cơ thể các bạn đều được bọc da nappa hết. Và ở đây chúng ta có một cái ô để đồ thôi, chứ không có cái máy tính bảng ha. Sang luxury chúng ta sẽ có cái máy tính bảng ở đây nữa, để mà chúng ta điều khiển cái màn hình này. Và hai màn hình này là hai màn hình giải trí của chúng ta. Chúng ta có thể chỉnh những tính năng trên cái màn hình này như là nghe nhạc này,
rồi định vị này, đèn viền nội thất này, hoặc là chúng ta có thể xem video thông qua cái màn hình này. Đặc biệt là hai ghế sau, chúng ta sẽ có tính năng là massage cho hai ghế sau. Chúng ta sẽ có hai hốc gió được làm rất đẹp ở ngay trung tâm. Chúng ta sẽ có hốc gió ngay trụ B. Và ở phía sau này chúng ta có dàn điều hòa riêng biệt cho hai người phía sau, hai người phía trước nữa. Tổng cộng chúng ta sẽ có là 4 vùng độc lập. Và cái điểm đặc biệt là cái chỗ này các bạn. Từ vị trí này chúng ta có thể biến thành một cái giường, vì đây là cái vị trí VIP nhất của xe. Chỉ cần thông qua một cái nút này, một nút ở đây thôi, thì ghế trước sẽ đẩy lên. À, rất là tuyệt vời luôn các bạn. Rất là tuyệt vời ha. Mình đang ngồi ở phiên bản tiêu chuẩn nha các bạn nha. Bản tiêu chuẩn của dòng S450. Các bạn thấy là ghế phụ đang đẩy lên này. Đó. Không gian đã rộng rồi, nay nó càng thoáng và rộng hơn nữa các bạn. Ghế của chúng ta sẽ dài ra. À, dài ra. Nó đang biến thành cái giường đó các bạn. Nó đang biến thành cái giường đó các bạn. Và ở dưới này chúng ta sẽ có thêm một cái bệ tựa bắp chân nữa các bạn ha. Đây, các bạn thấy. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Còn gì tuyệt vời hơn nữa các bạn. Chúng ta ngồi đây chỉ là để gọi là tận hưởng nữa các bạn. Tất nhiên là một chiếc xe S450 đời mới không chỉ là chúng ta ngồi đi sướng đâu. Chúng ta ngồi đây chúng ta lái cũng vô cùng tuyệt vời luôn các bạn. Và để trở lại như cũ thì chúng ta chỉ cần nhấn một nút ở đây thôi là nó sẽ trở lại như cũ. Rất là tuyệt vời luôn. Và rất là nhiều khách hàng, mình bật mí với các bạn, rất là nhiều khách hàng mua chiếc S450 này chỉ vì tính năng này thôi các bạn. Tất nhiên rất là nhiều công nghệ khác, nhưng chỉ nói một tính năng này thôi, khách hàng đã quyết định và lấy xe ngay ha các bạn ha. Và lúc trước á, là khi mà chúng ta để mà sở hữu một chiếc S450 đó thì thời gian nó khá lâu, nhưng mà hiện tại thì cũng đã sớm hơn rồi. Và đặc biệt các bạn, về túi khí, đây là dòng xe đầu tiên trên thế giới có hai cái túi khí ở ngay cái lưng ghế này để mà bảo vệ cái phần phía trước của hai người sau. Và tổng cộng chiếc S450 chúng ta có tới 11 túi khí các bạn. 11 túi khí, một chiếc xe có thể nói là an toàn gần như là tuyệt đối khi mà chúng ta lăn bánh ngoài đường. Một chiếc xe tiêu chuẩn đã quá tuyệt vời rồi, thì sang bản Luxury nó sẽ có hơn những cái điểm gì nữa bên trong? Mời các bạn nha. Mình đang ngồi trên phiên bản Luxury. Về cái tổng quan thiết kế, cái kiểu thiết kế thì nó cũng giống như phiên bản tiêu chuẩn, nhưng nó sẽ có một số cái điểm khác nhỏ các bạn. Đầu tiên là phần ốp gỗ này. Về chất liệu đều là gỗ bạch dương, nhưng ở Luxury chúng ta là ốp gỗ bóng. Còn bản tiêu chuẩn là ốp gỗ nó gỗ sần các bạn. Gỗ bóng thì nhìn nó có vẻ như là nó sang hơn, nhưng mà chúng ta phải giữ nha, tại vì gỗ bóng nó sẽ dễ trầy hơn là gỗ sần. Ở trên này thay vì là bọc da Artico như là bản tiêu chuẩn thì chúng ta được bọc da Nappa. Chúng ta sẽ có thêm một tính năng gọi là HUD, thì thay vì chúng ta phải nhìn vận tốc thông tin xe ở qua cái màn hình đồng hồ này thì nó sẽ hiện lên trên ngay kính lái luôn các bạn, tại những điểm option. Và một phần nhỏ thôi là ngay ở phần trần xe, thay vì chúng ta bọc vải như S450 bản tiêu chuẩn thì bản Luxury chúng ta được bọc da lộn Dynamica. Nhìn nó có phần nó sang xịn mịn hơn ha. Còn về phần ghế thì chất liệu kiểu ghế cũng đều có hai cái gối hết các bạn, cũng đều là giống nhau. Còn về phần màu ghế thì mình có nói phần giữa video rồi, nếu mà chúng ta chọn Luxury chúng ta sẽ có hai tùy chọn màu da là màu đen và màu nâu. Còn nếu chúng ta chọn bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ có hai tùy chọn màu da là màu đen và màu kem. Và một điểm khác biệt nữa là ở bản Luxury này chúng ta sẽ có thêm option, đó chính là điều khiển bằng cử chỉ. À, ví dụ như là khi mà chúng ta về số lùi, chúng ta nhìn ra phía sau thì tự động cái rèm điện phía sau nó sẽ tự động nó hạ xuống, rất là thông minh ha. Thay vì chúng ta phải nhấn nút hạ rèm thì khi mà chúng ta gạt về số lùi, nhìn ở phía sau nó tự động nó hạ xuống. Hoặc là khi mà chúng ta muốn lấy một cái đồ gì đó bên tay phải, chúng ta để qua tay phải này thì cái đèn nó sẽ sáng lên. Ok, chúng ta cùng nhau ra phía sau để xem có những điểm gì khác nữa giữa hai phiên bản nha. Mời các bạn. Mình đang ngồi ở khoang dưới của chiếc Luxury, thì cái điều đầu tiên mà các bạn có thể thấy cái sự khác biệt nhỏ thôi, đó là phần lưng ghế này.
chúng ta được ốp gỗ và viền chrome thêm so với bản tiêu chuẩn. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một cái máy tính bảng nhỏ đây, để mà ngoài cái việc chúng ta có thể cảm ứng trên màn hình thì chúng ta có thể cầm cái máy tính bảng này để mà điều chỉnh. Bản tiêu chuẩn sẽ không có các bạn ha. Và ngồi đây thì có những tính năng đặc biệt cho cái ghế VIP này, là giống như bản tiêu chuẩn, giống như là chúng ta có thể nhấn cái nút này để mà tạo thành một cái giường, một tính năng có thể nói là chỉ dòng S mới có trong giải sản phẩm của Mercedes ha, là có trên cả hai cái phiên bản. À, ngồi rất thoải mái đúng các bạn. Đây, nó đang đẩy ghế trước lên nè các bạn, giống như bản tiêu chuẩn thôi. Chất liệu da, thiết kế ghế, gối là giống nhau. Đây các bạn thấy, giống nhau các bạn ha. Rất tuyệt vời các bạn. Đều có massage giống nhau, massage bắp chân giống nhau, làm mát ghế, sưởi ghế giống nhau hết. Dàn điều hòa cũng là giống nhau luôn các bạn. Huy và các bạn đã cùng nhau đi qua chi tiết những điểm giống nhau và khác nhau giữa S450 tiêu chuẩn và bản Luxury. Nếu các bạn là một người thích những trang bị nhiều, những đồ chơi nhiều, thì mình nghĩ phiên bản Luxury với đầy đủ những đồ chơi, những cái option, những cái trang bị thì rất là phù hợp với các bạn. Còn nếu các bạn cũng cảm thấy là những cái trang bị đó mình cũng không phải là quá cần thiết, thì bản tiêu chuẩn S450 rất là kinh tế và rất là phù hợp. Mỗi chiếc xe sẽ có những cái hay riêng, và tùy từng cái sở thích của mình, các bạn có thể chọn một chiếc xe nó phù hợp. Phiên bản tiêu chuẩn 5 tỷ 039 triệu, bản Luxury 5 tỷ 729 triệu. Và mình mong là qua video này các bạn có thể hiểu hơn về sự giống nhau và khác nhau giữa hai chiếc xe, hai phiên bản có thể nói là đầu bảng của thương hiệu Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam. Và cả hai đều được đang gọi là có sẵn và giao sớm cho mình, để mà mình có thể mình sử dụng ngay và không phải chờ đợi quá lâu. Đồng thời nếu các bạn qua ngân hàng thì bên mình cũng sẽ hỗ trợ ngân hàng với mức duyệt vay nhanh là 3 tỷ. Nếu các bạn cần thêm thông tin chi tiết về S450 tiêu chuẩn hay là bản Luxury, hãy liên hệ ngay với Huy qua số điện thoại 0934 091 193 để Huy có thể tư vấn chi tiết những thông tin liên quan về xe, màu xe v.v. cho các bạn. Và đừng quên follow kênh YouTube cũng như là TikTok Minh Huy Mercedes để mình có thể cung cấp thêm, giới thiệu thêm những video mới nhất, hay nhất về những dòng xe Mercedes vừa về các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.